MQ30S của Lukman sẽ thể hiện vật của các bác ở mức tối đa nhất. Bác nào muốn sở hữu con đèn này thì alo cho em nha. Về một con duy nhất gọi là rất là đẹp luôn nha. Các bác chơi những dòng tăng loa như là Eden, Tuberi, GR vân vân và sở hữu những em này là ghép vào là hết bài. Vâng, và em cũng lên sóng theo yêu cầu tất cả các bác. Nhiều bác hỏi con này quá, đó là con MQ30S rất là tầm tiền. Đây là một con âm ly đèn đến từ hãng Lukman. Thì Lukman về chất âm của nó thì cực kỳ là ngọt ngào và mát. Các bác chơi những dòng âm ly, những dòng loa lớn như là dòng loa cao cấp Tannoy, VKS, JBL, đặc biệt Lukman đánh với JBL rất là phê nha các bác. Các bác mà đang có những cặp 4343 từ Anico, L65, L100 hoặc là những dòng loa JB khác vân vân, hoặc là những dòng loa Tannoy cay, Tannoy đồng trục vân vân. Đây là con MQ30S, hàng về đẹp gọi là kiến công luôn nha, dây nguồn zin theo máy luôn nha. Giá là 39.500.000 bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ em bớt vài trăm nha. Máy rất đẹp nha, đẹp keng luôn nha. Điện 100V. Con này series là 0068, mẫu series rất là đẹp, series cuối là 0068. Đây là nóc máy, cực kỳ đẹp. Tại chưa mở nha các bác, chưa mở cái bảo vệ bóng, tí nữa em khui ra em mở luôn lấy cái đó ra rồi em quay các bác cùng xem luôn cái đồ đẹp bên trong luôn nha. Bác nào lấy thì alo cho em nha, giá thì em báo rồi bao gồm phí ship, còn chiến khoán đủ thì em bớt vài trăm. Cứ liên hệ cho em chiến qua hai số điện thoại trên để sở hữu những con đèn Lukman MQ30S với thiết kế là cực kỳ sang trọng nha các bác, sang trọng. Các bác trưng bày trong phòng khách gọi là quá đẳng cấp nha. Phía dưới đây là phần logo cũng như là phần những cái driver chỉnh mèo vàng gold, phía trên là mèo xám xanh. Đây các bác. Tại vì nó dòng âm ly đèn, họ phải thiết kế cái rọ để nó thoát hơi nóng lên. Chất đèn khi các bác nghi đèn rồi là rất là feel luôn. Đèn nó thêm một cách cực kỳ là chân thật. Thì MQ30S thì nó sẽ chạy cấu hình là 4 bóng IL34 nha các bác. Rồi sau đây em sẽ mở bên trong của máy luôn. Em quay nhìn qua cái phần hông này. Hông và nắp thì nó cùng màu với nhau nha. Và đặt hai cái tăng phô xuất âm này, còn cái tăng phô chính này nuôi nguồn điện. 4 cái bóng này, 1, 2, 3, 4 và 3 cái tù nguồn này. Hay những cái bóng rè này, 12AU7 nè các bác. Đấy. Đây, phiên hông, nói chung là đẹp. Trên 95% rất là mới, nhưng con này thì khỏi bàn rồi. Con này như em báo rất nhiều quá, về con nào thì các bác sở hữu hết rồi, tiếng nó ngọt đấy. Vâng, và đây là cấu hình bên trong. Đây là 4 bóng IL34 rất là mới nha các bác. Và hai con bóng rề 12AU7 và con GC đây các bác. Nói chung bóng là cực mới hết nha các bác. Nhìn cái tăng phô này các bác, logo mới tinh. Với cấu hình 4 bóng IL34. IL34 thì cho chất âm nó cực kỳ ngọt ngào. Ở 3 giải, bass rất là mềm. Phù hợp với các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero với tiết tấu nhẹ nhàng thì con MQ30S của Lukman sẽ thể hiện vật của các bác ở mức tối đa nhất. Bác nào muốn sở hữu con đèn này thì alo cho em nha. Về một con duy nhất gọi là rất là đẹp luôn nha. Các bác chơi những dòng tăng loa như là Eden, Tuberi, GR vân vân và sở hữu những em này là ghép vào là hết bài. Vừa nghi vừa trưng bày cực kỳ là sang trọng luôn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Vâng, và tiếp theo mời các bác cùng xem và ngắm độ đẹp của con G5000. Em này đánh hai cầu loa AB hoặc A cộng B. Bass chép và loa đét đầy đủ nha các bác. Và trước tiên em qua mà gọi là chi tiết sản phẩm, em mời các bác cùng xem bộ nấm nút của những dòng G. Đối với khi mua các dòng G, các bác phải lưu ý trước tiên mình xem bộ nấm nút nha. Tại vì G nó là đặc trưng của nó là nổi bật nhờ là bộ nấm nút. Đấy. Vẫn là trang bị 4 cầu điện, mời các bác cùng xem. Đấy, sẵn tròn, nó óng ánh kiểu như là kim cương rồi nha các bác. Đấy. Và đặc trưng của dòng 2 năm lớn nó sẽ có một cái viền phía ngoài như thế này.
và kim bắt kim cương phía trên này đấy. Thấy đẹp chưa? Ông ánh chưa? Đẹp. Lò nét này các bác. Con này giá 17.500.000 nha các bác. 17.500.000. Đã bao gồm phí ship, những con này lên đèn đẹp lắm nhé. Không điện về đêm các bác. G5 nha, 17.500.000. Rồi, về mặt tiền của nó là tuyệt vời rồi. Đi đến phía trên nắp này. Trang bị 4 cầu điện nha các bác. Chơi Mỹ Nhật Âu đều rất là tốt, chơi cả lo cây luôn nha các bác. Rồi, thay đồ đèn mới nha. Hai trạm loa 210W, 4 cầu điện. Series là 2704. Phần tản nhiệt. Phong cảnh của sản phẩm. Đấy. Rồi, em này sexy vàng không? Em mở bên trong để các bác cùng xem luôn nha. Rồi, bên ngoài nó đẹp chấm hết rồi nha. Từ khía cạnh cho góc cạnh cho đến là mặt tiền của nó là cái trưng bày. Đấy các bác thấy. Quá tiêu chuẩn luôn nha, quá đẹp. 17.500.000 các bác sở hữu được một con G5000. Dòng G máy đỉnh. Rồi em mở nắp để các bác xem. Bác nào chốt liên hệ cho em qua hai số điện thoại ở trên tấm biển 0978 33814. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nha các bác. Vâng, và đây là độ mới của sản phẩm nha. Đấy, thay sexy 7 màu. Và đây là chuyển cầu điện, và đây là 4 con sổ sách nha các bác, 4 sổ sách đình đám. 2 tổ lục nguồn và tăng phô nguồn. Mới ken. Bên em là máy, em làm máy tuyển, máy chất bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam để các bác sử dụng. Đấy, các bác thấy sexy đó nha, từ những ốc ác này. Các bác vừa nghi vừa ngắm, có thể vừa sưu tầm những con âm ly đẹp đi về trưng bày trong phòng khách, tại vì những cái dòng này là nó mang tính chất nghi hay bài đẹp mà. Rồi bác nào lấy thì alo cho em nha. 2704 series này. Đấy. Đẹp tuyệt vời nha. G5000, 17.500.000 nha các bác. Bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em bớt 200 nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Bác nào lấy thì alo cho em. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký góc phải màn hình nha. Rồi chúc các bác một ngày mới vui vẻ.